vụ vận động viên kêu đói, trảm toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam. Ông Bùi Xuân Hà sẽ thôi chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam sau vụ lùm xùm liên quan đến chế độ dinh dưỡng cho vận động viên. Vụ việc liên quan đến việc vận động viên đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam không được đảm bảo chế độ ăn đủ dinh dưỡng đã được xử lý bước đầu. Trong ngày 3 tháng 10, Cục Thể dục Thể thao đã làm việc đồng thời với các huấn luyện viên, vận động viên, lãnh đạo đội cũng như bộ phận hậu cần tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, nơi đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam sinh hoạt và tập luyện, vận động viên để xác minh thông tin được đăng tải trên báo chí, qua đó giải trình và báo cáo lên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Vụ vận động viên bóng bàn kêu đói, cho thôi việc huấn luyện viên và trợ lý đội trẻ. Theo nguồn tin của Thanh Niên, trong hôm nay 4 tháng 10, toàn bộ ban huấn luyện, BHL, đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam đã bị cho thôi việc, bao gồm huấn luyện viên trưởng Bùi Xuân Hà và trợ lý. Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vào chiều ngày 4 tháng 10 đã khẳng định với báo Thanh Niên là sẽ làm nghiêm vụ việc. Bộ sẽ làm rõ trách nhiệm của phòng phụ trách thể thao thành tích cao 2 Cục Thể dục Thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Hà Nội, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia. Và sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch yêu cầu rà soát lại kế hoạch tập huấn của các đội tuyển trẻ, nâng cao trách nhiệm của bộ phận có liên quan. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố như ở đội bóng bàn trẻ Việt Nam. Các thành viên đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam. Thông tư 86/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao. Cụ thể, các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn trong nước được hưởng chế độ dinh dưỡng 320.000 đồng ngày. Về lý thuyết, tiền ăn theo tiêu chuẩn của vận động viên trẻ sẽ được Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội chuyển cho các vận động viên. Sau đó vận động viên chuyển cho bếp ăn ở khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình hàng tháng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Bùi Xuân Hà của đội tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam là người đứng ra nhận tiền thay một số vận động viên, sau đó mới chuyển cho nhà bếp. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong số các vận động viên của đội tuyển bóng bàn trẻ, có một số vận động viên không còn bố mẹ, nên tiền lương, họ nhờ huấn luyện viên nhận thay. Tiền lương đó được chuyển khoản cho huấn luyện viên, đến cuối năm, huấn luyện viên sẽ lấy ra gửi trả lại vận động viên. Còn các vận động viên còn lại, tiền sẽ được chuyển khoản vào tài khoản cho bố mẹ. Thông tin nói trên đến nay vẫn chưa được làm rõ. Cục Thể dục Thể thao vẫn đang làm việc trốt tráo để xác minh toàn bộ thông tin, xử lý theo đúng quy định và làm báo cáo, giải trình cho Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Trên cơ sở kết quả xác minh, Cục Thể dục Thể thao sẽ nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển nói chung, đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia nói riêng, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo đúng quy định và sẽ có phản hồi tới các cơ quan báo chí. Vận động viên bóng bàn kêu đói, sa thải huấn luyện viên. Ai lên thay ông Bùi Xuân Hà? Ngày 4 tháng 10, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh đã ký quyết định với nội dung như sau. Điều 1. Thôi tập huấn ông Bùi Xuân Hà, quân đội, huấn luyện viên trưởng và ông Tô Minh, thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Từ ngày 5 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Điều 2. Triệu tập ông Vũ Văn Trung, Hà Nội, huấn luyện viên trưởng và ông Vũ Đình Tuấn, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia. Từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Điều 3. Về kinh phí, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội chi các chế độ theo quy định hiện hành cho các huấn luyện viên Bùi Xuân Hà và Tô Minh hết ngày 5/10/2023, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội chi tiền di chuyển, tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền lương cho ông Vũ Văn Trung và ông Vũ Đình Tuấn,